sở dinh dưỡng một những chủ đề đầy lập. Được. Vâng, các em hai đội Việt Lan và HC Sơn Tinh thì trên tinh thần chúng ta đã có giải đấu là thể thao và đam mê, chúng ta thi đấu học cách rất là gọi là fair play, do đó khi chúng ta thi đấu mặc dù vẫn là có cái thi đấu thì chúng ta có bị vết thương, bởi vì vết thương là nó làm cho chúng ta có bị phong thương và chúng ta bị thương tích tật, do đó thì ban tổ chức xin thông báo lại là chúng ta thi đấu cố gắng không để chấn thương xảy ra, mặc dù chúng ta thi đấu có giải nhưng chúng ta không để chấn thương và ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Đã thế đó ban tổ chức cũng mong lãnh đạo hai đội là chúng ta thi đấu một cách an toàn và khỏe và vui chơi, và xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Kéo tất cả từ đây thấy tinh thần kéo lọc cái kế sản phẩm chào khi chúng ta đã được chúng ta sao cho cái thời gian cho mình đứng lên sao cho mình ngoài nữa mà đi chào những người nhà tôi thì tiếp tục cho người ta tới cái này đó là cái thứ hai của một số chính quyền tàu chính xác của cái thứ thứ ba ông là lý do không sai chỗ về cái dân ngay từ tập lý vi chân khó về dân ta và bắt con hết tiếp theo vi hữu kinh sơ dân sẽ ra đến một sao đất tên năm và chính một sao đất thuế đại phải cho một chân đó cái thân sẽ ra đến một chân tâm và phòng thân thứ này ngọt thứ tay trái và ra được cái chân tết này trước con tay của chân bóng đá và khoanh và hoành của toàn ở chân này và thắng ra chân danh để chân thế nào có thể nói là những cơ dành cho thay đổi hợp viên sơ dân. Lấy đầu tiên của Hắc Hưng Sơn Sơn ngày nay đó là thủ thành áo số 27 đi chơi đưa chiếm thủ Huy Hoàng sẽ được giáo Hương Vinh sự bình thường tích lập và xoay đường lắm thích. Trước khi đó thì có đầu tiên của Việt Nam ngày nay lấy số 7 thành tài số 6 Bình Vân có đi về Bình Kinh số 3 Trường Huy và thủ thành áo số 0 đó là một nữ. Tới 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 là đi chơi mạnh đạt được đã tiến xa và nhìn thẳng chân tổ dành về phía Việt Nam. Đã bắt đầu dành cho chúng anh thì ngọt hơn. Tại chúng ta đã phân thể trở mãn kết hợp của Syria đã khép lại với chúng ta bước vào sai trở thay đổi tại chương trình trước trong thời gian tiếp theo của một đoàn ngàn xe sắc và đang tờ ra trong đó là rất khó chịu đều cho mắc cơ và chúng tôi đoán kết thì của sự đeo vừa qua và đã sinh ra và đón xe thêm để bạn ở trong chúng tôi thì đến sáng mai đó là cái đầu tiên của chơi và đây là trận đấu mà chúng ta sẽ tham gia vào bóng trước thì các bạn ở trong chiếc quần sân nhà buổi sáng hôm nay của cuộc đấu trận đấu bán kết của sân nhà của chúng ta với chiến thắng ở lượt chủ đá BNV dành cho Nepa trước các cầu Wang Fu và bóng đá hòa nhau với chiếc sao kêu trong hai hiệp đấu và các cầu Wang Fu đá đi thu trận lượt đấu sinh đầy căng não và như vậy Nepa các bạn ở trên của sân chơi. Và ngày mai chúng ta sẽ chứng kiến các những trận đấu trên những phút giây. Đấy. Đó. Và sự lòng chúng ta là rất vâng. Và hữu chất của chúng ta là thứ. Và sau khi đó là thích chương trình của Huy Hoàng. Hay không dạy cho mình xem thân. Và rồi các bạn đã có bắt đầu tự cho hơn. Cho lên mỗi sẽ đá biên dành cho bên xe sân. Thì tôi đang làm mắc công rồi. Giữa tất cả này thì bên xe sân đang cướp thu dễ chơi. Và đang có một cửa tập về đây rồi. Tinh thần rất thoải mái. Đánh trận thủ đất rồi. Cố lên ba. Từ đá này của 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 đ
Đói chết rồi. Chết rồi. Hai tiếng theo chân trái ở thứ hai rồi. Nó đã làm thế số 2 tuần dạy cho Tây Tân trong trận này. Ở trận đấu mình xem là có chưa xa đâu với Tây Tân. Cái này thì đội trưởng của Hoàng Anh Tây Tân đó là số 32, đó là Finning Alonso. Tắm, đột chạm. Cái này đến từ sau rồi. Đó là Đinh Phúc. Tao có thể thôi không có mặt rồi, nào cái gì? Và ra chân, thấy rằng thì số đang là 2-0. Các trường giáo cam đang đá rất thương nhau hôm vừa chính giáo cam của Hiệp Hội. Họ đang đá phân hóa được với một chút là chất. Và chất kia thì họ sẽ được, tối nay ngày mai. Thì nó sẽ đá những chiếc phân bóng của tối nay ngày mai. Đó là rất tốt cho cả giáo văn. Rồi trước tâm đó là lỗi của cầu thủ Hoàng Trung Ba Đức Công Vinh và thi bàn đã được phút hai dành cho Trương Vinh. Đúng rồi, lúc này đang tỏ ra khá đông. Như vậy thì cầu thủ áo số 16 của đội Tây Sơn đã đứng lên để tiếp tục thi đấu tập còn lại của cháu này từ phía cầu thủ HB Sơn Sơn. Quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu cháu cao và họ đang có những sự toàn tính. Quả giải quyết đá tốt đấy dành cho cầu thủ Nam. Vậy nên cái đội kích đá này là số 14, đó là Minh Đạt. Và cả Emmanuel cũng đã dần cao. Anh đã rất mạnh trong sự tấn sóng của Vũ Đen. Đúng rồi. Nếu là rất xa thì Minh Đạt. Và cũng cho xe phải ra tiếp với Vũ. Đúng rồi không? Bóng đá chạm chân của Tuấn Anh Văn. Và tí gì đã chính ra thì Vũ Thành số 27 của Đinh Văn Trần vẫn chưa phải làm việc quá nhiều. Đó là Thị Sơn Nhiê. Thị Sơn Nhiê vẫn đang rất thoải mái và vẫn chưa đứng trước nhà áp lực bởi tấn công của Việt Nam vẫn chưa được khiến cho thằng này phải gặp cùng khá nhiều khó khăn. Vâng, ở phía ngoài thì chúng ta nên đưa những cháu nhỏ ra ngoài đi, đó cháu sẽ tốt nghiệp đó. Ở những cháu nhỏ chúng ta nên đưa ra ngoài sân. Ông chủ tham vọng khi sân của nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà chúng phạt thì đó sẽ cực kỳ là chúng cần phải chờ những cháu nào. Là rất là anh thua thôi thôi nói đúng lúc. Phải ra trận rất là anh thấy không? Cái bóng sẽ cho một lần, tôi đây hết. Các cháu cho trong nhà cho tôi thấy đây sẽ chuyển. Các chủ nhân, tại góc chuyển cho tôi báo cáo. Còn nó bóng này thì chúng ta là kích thích nguy hiểm. Cái đó thì đã phải trả giá với tâm và tôi nữa. Đây là tôi mà cao đường và cặp nhà chỉ bảo thủ công kiên. Đá của Pimigano. Đó, sẽ thể thảo hết. Đã giật rất nhanh. Giật rất một đất của Hoàng Trường, đó là Pimigano. Những cái trước này của Việt Nam là các bạn sẽ vào thôi, mình đối thủ sẽ được. Những cái thì số phát hàng là 20 dành cho cao thủ HB Tây Sơn. Cao thủ tham gia trong cái phút thì được là người đá cho người sắp
Không có đóng quay hơi chuyển rồi. Bóng thờ ngay chai. Lúc này thì chắc chơi chai thì là đang ngay chai thôi. Họ đang nhắm tao nhắc lên thì người phân sân của đối phương. Và xử lý về hút vượt. Cũng đang chơi đoàn. Rồi đoàn và đang nhập rất to căng. Và sau lúc này phải thắng sức thì khán giả đó là hút vượt. Cái bóng hút vượt. Và đây, tay cao hút vượt. Và tay không thắng rồi đó, cũng có cái này đoàn. Điều bài những góc người thấy những người từ đầu vào xoay của người đó là đứng trước và cặp đội sẽ được thi đấu chúng ta có trong tay giải quyết và chúng ta còn vẫn phải đứng dậy trước khi vào đây chúng ta thì bài đấu trước chúng ta có những lời dành cho hai đội bóng chúng ta. Đây là một trận đấu có được chức danh cho những đội bóng tham gia và ba người ở phần đánh sau đó và có phép anh nói mới công việc và hạn chế những bài chứ là chắc rồi và nếu như gặp cái thùng thì nó sẽ là khó khăn và cái cuộc sống ra đây đây có phải là bóng đá chuyên nghiệp đây là bóng đá mà nếu như gặp cái thùng thì ta sẽ phải tự lo công việc rất khó khăn và chúng ta sẽ phải trở lại hồi sân để đánh giá thứ hai rồi sẽ là và đó là chức trách dành cho Việt Nam. Chú đấy, 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 chú sinh viên cũng đã phải sản xuất chiếc cũng đã của thân hành trí hoàn để thay đổi sớm ạ kiếm dậy quyết hoạt động đánh rất cao ra tại hạn chế những quyền phần cũng thứ hai là có một đoàn chân thêm lúc này thì bóng áo vàng đang ở đây cao hơn và đang đó đấy và là thứ này luôn thủ có thể tạo ra về phần thực đen này và là số tám tuấn và người ấy và là thứ này luôn và sự đứng cạnh sau đẹp thì chúng ta sẽ gặp một thứ tám tiếp theo đó là quả rất nhanh ở trên tay của huấn luyện và chiếc đuôi ý của đội bóng cho thêm đó là đơn giản của đội tuyển vẫn cho chiếc áo đó thì chỉ có người nào cả đúng không và nhà báo bay ra sao hiểu không vẫn không chăng con sau đã có con còn lại thêm không không thì chúng ta đang thường làm là điều yếu nhất cho cả cầu thủ vàng lúc này và làm thì chắc sẽ là các huấn luyện đều đang chơi rất tốt và đánh được anh rất một lần và sau ra thì chúng ta cũng được kết mà thì đã được kết thì nói là cứ như là chọn từ đầu sai thôi đó rõ ràng có những cân như thế chứ một tí là thực hành một số không thể có được rồi thôi quá không cần trong phút này thì cao thủ ông làm đã nhưng rất tiếc thành cho Việt Nam họ đã chọn lối chơi bất ngờ không lối chơi mà nó gặp trường hợp lý lúc này một đấu pháp mà cao thủ đang chọn với những cần dẫn trước họ cần dần dần phải chắc chắn hơn
và chính trận chơi nhất còn người ta không chờ đợi những thay số của mình những cao lòng đến đầu trường thì họ sẽ tạo ra những pha phản công nhanh và sức vừa làm cho có sức bộ chưa tốt thì là huy hoàng những nhan đồ và cả những thầy trò tốt đi này và sẽ nói cho tôi này đúng chứ chứ thôi không chứ bóng đá trước vào cuộc đi chưa những phần sáng nay có mình một phần thì đội bóng này đã xếp ở vị trí thứ nhất của bảng mềm với tích điểm họ đã ghi đến 28 bàn thắng và đứng thứ hai mà thôi và đó tôi cũng đang xếp vị trí thứ nhất của bảng A với vị trí này với tích điểm và ghi được 22 bàn thắng và đứng thứ mười chín mức ưu tiên của họ đây trên thì họ đã có được hòa là mấy người chưa thứ hai vừa ngày hai trước thì chung cuộc và những trận cuối cùng tập thể tám ngày trước chúng ta với vị trí một đoàn này và ngày nay thì sẽ nói với các gì vào à đó là việt nam đã có một thấy được thành tám và cơ hội chúc và hòa với trọng đúng và là phần tiếp theo và chủ động của phần nào xuất hiện và tôi rằng đó là lỗi của cho này thường minh đối với trung vân hoặc chính xác là bị gặp lỗi vừa rồi là số bảy tay trái nó được trên sân bóng đá với đội bóng đầu tiên của mình vẫn chưa có một sự thay đổi nào cả và là đúng rồi từ đó thì Phúc Lan đã có sự thay đổi người là tốc độ số chữ có thành báo cho anh này đó là cái sự đi nắng tỏi cần đá thiết đá điện cho ta được xem để nó ra ra đó ra ra cái đồ đó đá bắt ba lỗ tổng hợp trong đó thì một gian chỉ bắt hai lỗ tổng hợp mà thôi từ đây em thôi đây trong tập kiểm soát của cao thủ Việt Nam tối nay ngày mai mà giờ những góc đẹp thì chết thì không của nước tỷ số đang là 3-0 dành cho HBC sân. Bàn thắng đối với Đức Minh Trọng và Huy Hoàng. Đáng tiếc. Thì tại trận đánh giá cầu thủ phạm lỗi trước đó của Đức Trọng đối với cầu thủ nào vẫn hết đó là Minh Trọng. Hiện nay thì về phía này dần dần họ sẽ xin một số lính kỹ thuật chồng của tôi. Còn đây thì lúc này vừa đang này. Và chắc như sẽ đánh xuống và sẽ có những thử tính toán ở tòa đá vào đây. Bạc Phước cũng dành cho cao thủ HB Sơn Sơn. Là việc mình làm đá và nhận bóng sớm trong trận đấu ngày nay đó là một tình đã chủ quan của họ không có được sự tập trung trong những tàu của trận đấu quan trọng như thế này thì cho họ phải nhận bóng thủ đô lên trong chóng bay và đứng trước cái khó khăn trong khi đó thì về phía đây sẽ sân ngày nay đã có sự xuất của Vietjet và tư phụ quốc gia Việt Nam lần này thì anh cũng đã biết mặt
Đúng rồi, bằng những mẹt vượt rồi được và bây giờ thì kèm có những gì không và được nhờ đi đạo cho các anh em luôn và đá phạt này và chúng ta cũng chưa xem được các trang trai các bên trên sân có thể và đi vào thắng cơ hay không và có ở đây quý sạc thì chúng ta vẫn thường xuyên chứng kiến rất nhiều thắng rồi cho đá như thế này quả đá phạt ở đây quý sạc luôn tạo ra bất ngờ rất nguy hiểm. Bốn cơ dành cho HTC này. Đó là một bài thắng của Việt Đức. Của bài số 2 nữa. Các cộng đồng bộ bài đã di chuyển để kéo giã hơi đúng không? Để cho các đồ bằng đó. Đá là kích trạng thống nhất. Hai chữ đá và hai phần đồng cũng đều là chữ đá trái phạt. Đá rất cao. Đá phạt thì và càng đeo đầu ra cầu thủ bên phía bên lên phải nhận nút tích cho trận đấu không thì cú của đấu đầu tiên và cái bóng của Insigne tấn công bóng đá lên ra ngoài không đó là pha tăng tốc của số 16 Huy Hoàng sau khi có bàn thứ tư thì cao thủ áo cà đã có sự đổi người đâu chứ thả vào số 2 là vào sân trong cái bàn số 12 là vào sân để thấy cho biết đó là Nguyễn Hoàng thế nào chỉ vào sân kiểu này là thế nào đang đá ở vai trò thì thật là hai lăng thì tin khách về phía cao thủ hất lên sân tối nay cái bàn cánh tay đánh rồi người ta rất là như tôi đã hết và nó từ đây là những câu cho người ta muốn cho dành cho hưng một và như vậy đến lúc công ty phân hai đã cho thời trước trận đấu bán kết hai của sân nhà cùng với đội do bên sân sân và thứ kèn và chính cái đầu mà bên sân sân đã thi đấu thành công và họ đã có một trận đấu trong trận đấu này mình sẽ hướng một số của chúng ta sẽ tiếp thời gian cho cái quay trở lại của số này và chúng ta đã chỉ tiến rất là khó khăn trên sân với quả thắng của Đức và phần thắng còn lại của Tigre Miller Huy Hoàng
hai với từ trận đấu thứ hai của chúng ta giữa hai đội đã về sân và rất đẹp thì vừa là chúng ta với tỷ số là rất hơn chờ các những trận đấu tầm và cứ bóng đá chơi có thể đó là sai và pha lên bóng đây kích độ của Ben chúng ta đã thấy được thì tổ chức được đến từ các cái bóng đá áo vàng và chú đá chết và còn dọc ngay cái cầu thủ một vài này thì Hưng Thế Xuân sẽ ở phía thành ở phía tay trái và Vinh Phan sẽ chiếm phần sân ở phía tay phải trong khá này phía tay nghe đang Vinh Phan vẫn tay tay và đào chân phơi chiếm phía tay nghe đang đặt bóng riêng rồi sẽ tập trung dành cho hấp đầy sai sát đá của Huy Hoàng tốc độ và Huy Hoàng rất khó cho mình rút chạy và thật là tiếp tục gây thoát và khiến cho đối thủ rất khó để có thể đá được và thủy đi sau từ đây Evan không thể tạo ra đá tu xa được và các đội bóng đã được vị trí rất tốt đang dẫn một thì có thể là cấp cho an toàn và bóng rất hay của anh ấy các thứ nhất rất và đang đặt cho sân đó là lỗi tổng hợp đầu tiên của hiệp hai này của các cầu thủ Việt Nam. Và cái chuyện đó lặp lỗi ra. Và chúng ta xem quả đá này. Ở trong hiệp một thì cầu thủ Hoàng Minh Sơn Tân đã tay công một quả đá tuyệt vời, một quả đá trực diện, kém một quả đá phạt hai nữa của cầu thủ Hoàng Minh rất tài mà rất ý rồi chín văn và đá đá ở bên dưới chín sâu trong cái đó này được chuyển ra cho Phúc Đen sáu nữa còn là chín văn thấy khai và đó sẽ đó là tiếp tiên theo của Thái Tích và là số này đã đang xuống đoạn hỗi của Kim Gia với nước ngủ và họ bóng mà số 32 đã quá hạ vào vô trưởng theo người của Sơn và đó là phải tài của đá quá nhanh ở trường của Sơn là quá nhanh để đối chân ra để chặn cái chân của Kim Gia có thể chặn bóng bóng tổng hợp thứ hai của cầu thủ gặp còn chính xác là nó tổng hợp đầu tiên của cầu thủ HĐC sân cú đá đây là rất căng của số 6 người khi sơ kinh doanh cánh tay tất cả các bao số vàng đã diễn ra chúng ta ghi bàn quá đông cầu thủ gặp bắt bóng hiểm rất may cho đó vẫn đã chơi số sai khối này nghe lên vẫn còn vẫn số này nghe thành ra đã bao bao hơi trăm một chiếc đó là một đường truyền một số đường truyền cái đó là trước khi khó chịu của chỗ này em ăn còn như tay tay đọc thấy đồ của đồng thì có thể chạm bóng vào cái gần rồi chết một chiếc rồi Rất là tất cả lỗi của Văn. Dù chơi chấp với Minh Đức. Người đã có được cái bàn thắng cho hồi đội. Lần trở lại của Thiên Việt Nam Đồ và Huy Hoàng. Đúng.
Lúc này thì người đã đứng trước lá bạc, đó là đội trưởng vào thứ 32 Quinn Daniel. Chúng ta là đó là sẽ đứng dành của và chúng ta cũng chờ xem đá một cái bóng đi ra ngoài. Tôi sẽ lựa chọn từ phía đó là số 3 Trương Huy. Và tiếp tiếp sẽ trở lại trong vai của phía ta đó là thằng tay cảm ơn và cho bóng trước tay trong của thầy giáo dạy cho tấn mạnh người ta. Và thôi chúng ta những giờ bán kết trong chúng ta ngày nay tại tập 13 số thì chúng ta sẽ quay trở lại để vào ngày mai để theo dõi những trận đấu trận thứ ba và hai trận đấu chung kết của DB và DBA và sẽ có một trận đấu giao hữu của bóng ba tổ chức và lãnh đạo của các đội bóng. bài sẽ là 5 trận hai trận đấu chạy phá đôi của DBA và DBA. Hai trận đấu ba đôi của chúng tôi đây các bạn đấu tay và đá tung ra bóng câu trong các bạn của chúng ta một sáng nay đó là tôi được phép tuyệt vời họ sẽ đặt bốn phòng tuyệt vời cuối cùng quán kết thì chính phủ trận đấu này chúng ta quan trọng xuống không cầu mà cuối cùng có nói rồi là kết thúc may mắn và không có được cho mình đó vừa qua trong tổng kết những phần thời gian về chiều cỡ cho số thứ một đó là và đã học dành cho càng quý vị khác thanh tài và tuấn anh người hoàn đang trao đổi với nhau đang tính toán khoản này đang đang xem về cái này 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 cái bất ngờ đâu tạo ra những cú đá đáng chích là đánh theo ngoài lúc này thì thủ thành Kitsidi đang gặp những chất thương nỗ lực bay người đã khiến cho thủ thành báo số hai phải lúc này đang phải năm phân cũng là thủ thành Kitsidi đó là như Vukem thì họ đang rất sự có sự thay đổi từ cách chơi họ sẽ chơi với được lối chơi rất quen thuộc đó là lối chơi sang đây chuyển vào này cho được tạo ra và rõ ràng rất lớn chỉ được phía cao hơn rất đẹp và rất là một lần đi xe điện đã đứng lên và đấy thì là một sự của mình thì rất là của cao hơn được không trận đấu mà giải này vẫn chưa phải nhận bài thua nào lối của hai đội dân vẫn chưa thu hẹp một lần ở đó thì Việt đã phải bốn lần vào lưới bóng thấy tay không thể tiếp cận với giải đấu vương không thể được bóng gần thì từ đó tôi xa sẽ là phương án tôi xa thì đó tối về người ta hướng dẫn đã đi ra sau đây tập như thế chờ đại và chỉ còn cái kết của Hoàng rồi đấy cần đó là mấy đọc
sẵn sàng lớn hơn vài giờ hấp dẫn ra sân. Anh CDM chủ phép bây giờ rồi xin lỗi quan chức chờ đi lên thế này các bạn sẽ có một trận đấu đá bóng nhanh họ vẫn được quân số họ vẫn được vấn đề họ vẫn đang quay lúc này thì người dân sẽ xin một phút ngồi trước trong việc gì và hay là họ sẽ cho lối chơi vào đây lối chơi vào đây sẽ được tạo ra trong những thời gian còn lại của hiệp hai này một lối chơi thức tay một lối chơi mạo hiểm và đó cũng là cầu giao những lỗi cho người dân nhưng họ sẽ nỗ lực để chiến thắng để hy vọng tiền tiền này tiền chơi có thể bỏ ra những cái bàn thắng tương lai về những hy vọng thôi. Và lúc này thì người xem dân cũng đang với đây và với người đang rất là lớn đó này đó là tiền thù của quốc gia Việt Nam là Việt Nam Chờ đợi xem ai sẽ không nghe cái tiền thứ hai với trời tức tay với trời mạo hiểm sẽ được tạo ra người ta đến hy vọng với bàn thắng đó là cũng là việc cần thiết họ đang cắt cho thắng để giải tỏa áp lực và tranh hướng như vậy tối nay các bạn là chúng sẽ mở chéo cho không cánh tay nếu như bắt bóng hoàn toàn quân thì nó sẽ mở ra tội dành cho cao thủ đá cam có được cái bàn thắng nữa đó thì là án ngay đúng không? Hôm nay thế đó. Chưa có. Chào. Và chào các của chúng ta trên này. Nhìn con này. Và cái áo lực là các quen sư phải gọi em quay rồi. Tôi có thức và nhờ chúng ta là thân gia huynh. Nếu tôi chỉ thức thôi. Tôi đã về dành cho chúng mình. Đúng không? Tất cả các bạn. Tất cả sẽ là những điều mình thường trên bóng. Những tuần sau bóng đều thân chính của cháu tôi. Tất cả các bạn. Đúng không? Ở đó ta phải thức được trung hình và đang theo cái xuất tư để sát sao tại đây ăn anh chẳng ừ ừ ừ đá này bóng đá này đúng không? Đúng rồi. Thật chẳng phải áo lực của là sẽ tôn ở thời gian còn lại giải tỏa lên sân sân. Và cao thủ đó và họ đang đá với 5 cầu phía trên. Rồi, rồi. Ừ. Và họ đang đá tiếp theo bạn đến từ thành đây. Và thứ trang thì người còn đánh không thể sao đánh. Mẹ. Vì vậy sẽ đón ra đồng chúng ta dành cho thứ hai. Vâng thưa đúng. Sẽ có chào tại sân chỗ. Con chơi đi này đi này
để còn cho một chút dành vào trong dành giờ mới gặp vài đá đi lần và đi lần cho dần dần đi lần đi lại cho này thành đã có được là thắng không rồi đi mình rồi đó quay lại là về chút chút mình gặp chè cái này không có gì không đi thôi. Đến đây. Đến đây đây. Đến đây. Nó chỉ còn đi thôi là đi thôi. Không thể xảy ra được những cái gì đánh này. Để bạn đứng đi đó. Đến và chào vào bây giờ và lúc này là thế cho tôi vào cho nó khá đông rồi. Và cũng là trong chất trạng của đúng phần. Và tiếp theo thì phần tự sát của cao thủ đó mà cái này đi ban và có nguy hiểm cái này đây không cần đạt là người đã tạo ra và chiến thắng này sáng em xong của người sân sân lúc này thì một phút rồi sẽ không gai và kỹ thuật của cao thủ này thắng bên sân sân rõ ràng là chơi thủ sau đó còn như đấu chơi và play nhưng họ vẫn chưa được các bạn thắng một cái thân và đang chiến được trong chơi một hình một tên người này rất khu sẵn sàng người thật không chung đến cái game này thì game này thôi xuất các đội phân dân thì vào ngày mai họ sẽ đá ở trận đấu trên hạng ba với Nguyễn Phương. Và tập vé đầu tiên vào trận đấu chung kết của Syria đã thuộc về tập đầu kết lần cuối của nhóm 4 đội trước Nguyễn Phương. Và trận chờ đợi tập vé thứ hai của Syria và trận đấu chung kết. Và tập vé kết thứ hai thì họ đang gọi ra có và rất vui sẽ chiến thắng. Đây họ đang thắng rồi, một trận lên và không phải có nhiều sức lực. Họ và đang có được bốn tất cả bốn trận một đầu mà họ đã chết chùi phép thì họ phải có được tạo ra một thành quả thì nó là tốt thuệ tốt chúng ta đẹp là khá tốt rồi vâng và đã phải chơi bàn ở đường hai người phải chơi chơi dài không đúng vị trí đá phạt nền cho cầu thủ Phạm Đình Sơn đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Và các đội đá đó một số pha lỗi của đội bên phía Việt Nam hình dạng của đội thứ hai cũng đã trộn với một cú rồi sai sai tập trung dài cho Việt Nam vẫn chưa được nhưng kêu ta phải dài xin lỗi. Đúng rồi, đúng rồi,
Cũng người ta nghĩ rất cao. Tôi đã được bóng hay cao chú ý chuột. Và về rất nhanh của cái này Ivan. Chị Minh. Thấy đây. Rồi bạn đâu này đã đào phải. Rồi bạn lưu phương của chị chúng ta này. Rồi chứ bạn. Chính đó. Rồi bạn theo kỳ thức thật thời của tôi xin như vậy. Ông có chắc thề sự kè. Đơn giản có đảm hộ cho cao thủ đấu cho dân để đây thì mình vào trận đấu sắp xếp của Sơn Nga đá này. Lòng nào đang toàn ở Sơn Nga thì sẽ nhận được tập thể là chi đoạn. Và đội bóng chơi sẽ nhận được vui chi đoạn. Bóng thứ 3 của Sơn Nga sẽ nhận được vui chi đoạn. Với hai trại cá nhân dạy trò từ giải thủ môn hay nhất trận đấu. Và từ hai nhất một giải năm nay. Đúng rồi. Thấy tay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rất khó khăn dành cho dành cho trận này. Thời gian không còn. Thời gian của trận đấu đã hết. Và đây là những thời điểm không giờ dành cho bài. Với thế thoại này và thời gian rất rất nhiều thì ở đây thời gian gần như đã cầm tầm ấy trong tay để các bạn ở chung kết của Serie A với sơ đồ các phần chức binh thôi và Vương Nen và đá ở trận 23 trước Nguyễn Thông rồi là tiền nếu như vừa trở về thì họ vẫn có được tấm hơn chưa và thắng hơn chưa đâu vào ngày mai trước Nguyễn Thông thế này nhé anh. Cánh tay. Thì nói chắc cháy. Cuối cùng thì đưa đến phản ánh để đưa đến số số bóng ngân. Đó là hai dự đoàn của đại sức quan định kỳ tại Trường Huy. Chào và biết rất là ngày nay em được gái đi chán lắm và bà đã phát lắm chứ những cái đêm nhờ và vĩnh hoàng chỗ đặc và chỗ đẹp chứ mà chính xác và dễ dàng là bắt đầu để ba đã đủ sẵn sàng dành cho thanh tài đầu mặt ta là chính kiến thức và có rất là hướng dẫn theo bài này sốt ra đúng rồi. Các thành của Hà Nội Sài Sơn đã đứng trước hội sân. Còn một chính thức đã đứng trước ra để dẫn dắt cho trận đấu trong ngày mai. Đó cũng rất quan trọng cho cả một chúng ta. Thứ lại cũng rất nhiều điều thì sẽ qua thôi. Một thằng đá ở bài trận Phúc Sơn. Số ra ngày mai. Là thứ này. Đúng chưa? Đúng chưa? Hay! Một pha giết bóng quá hay cho Đức Thuận dành cho Chí Huy. Nó có góc dành cho Thị Ngân. Vì bóng dân trời vài này cũng đã có được quả thắng Chí Huy. Cũng đã cho lòng đã chạm vào Vinh Đức. Và Thị Ngân là những người đã được giữ lại cho những đồng Đức trong trận đấu đầu tiên của Cà Đồ HTC.
thì một vài những bóng thì kia và trận đấu đã kết thành thế số năm một trận cho lúc đang mới và mới tập và thắng trở lại của kinh doanh không và chúng ta hôm nay ngày này cũng đã kết thúc và chúng ta sẽ sau trận đấu này vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận đấu qua thủ và trận chung kết của CLB của Tây. Tại đây thì các anh cũng xin lỗi lời chào tạm biệt và xin chào gặp lại. Một lần nữa chúc mừng cho Lê Sơn Sơn và cũng chưa chưa được rồi thì Việt Nam thì họ bắn cho họ đều có được tấm huy chương vào ngày mai đó là trận đấu của em vào.